Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã tới kênh của mình. Và sau đây thì mình sẽ tổng hợp tin tức mới nhất về bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 ngày 10 tháng 12 năm 2019. Và đây là danh sách các nội dung thi trong ngày hôm nay. Tâm điểm của ngày hôm nay đó là trận đấu diễn ra bộ môn bóng đá nam chung kết giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Cùng với đó là các bộ môn Pilates, điền kinh, thể thao điện tử, kickboxing, bóng chuyền nam, jujitsu, vật, bơi ngoài trời, bắn đĩa bay và cầu mây. Hôm nay sẽ là ngày sẽ Việt Nam sẽ có cơ hội rất nhiều để giành được huy chương vàng các bộ môn. Và sau đây là bảng tổng sắp huy chương cụ thể. Kết thúc ngày 9 tháng 12 năm 2019 thì đội chủ nhà Philippines vẫn đang dẫn đầu với 135 huy chương vàng. Đội Thái Lan thì đã vươn lên dẫn thứ hai với 84 huy chương vàng, 90 huy chương bạc, 101 huy chương đồng. Đội tuyển Việt Nam đã bị tụt xuống top 3 với 80 huy chương và 78 huy chương bạc, 97 huy chương đồng. Đội tuyển Indonesia đã bị bỏ cách khá xa. Trong ngày hôm qua thì đội tuyển Indonesia gần như vẫn dậm chân tại chỗ với 69 huy chương vàng. Đội tuyển Lào và đội Đông Timor vẫn chưa giành được huy chương vàng nào. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Mọi người thấy hay và hữu ích thì có thể cho mình một like và bình luận để mình tiếp tục làm các video hay và bổ ích hơn nữa. Xin chào tất cả mọi người.